thay đổi chính sách mới, đó là tính số lượt search theo số view mà kênh của bọn đang có. Thì đó là tỷ lệ, đó là cứ một con lượt view thì sẽ có khoảng từ 1 đến 10 lượt đăng ký. Như vậy thì làm sao để tớ có thể kiếm được nhiều lượt xem cho kênh? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để kiếm được 3.000 lượt xem trong một ngày. Còn nếu các bạn chăm chỉ hơn thì có thể kiếm đến 5.000 lượt xem. Thì đầu tiên các bạn truy cập trong web youtube.com và sau đó là đăng nhập tài khoản và kích vào biểu tượng đầu người. Và thêm một video của mình vào một danh sách Forbes. Thì ở đây mình đã thêm sẵn một video vào danh sách Forbes cải thiện hiệu suất tăng tốc trên điện thoại. Thì bây giờ các bạn sẽ nhấn giữ vào danh sách Forbes và sao chép địa chỉ liên kết. Sau đó là các bạn kích vào dấu ba chấm ở phía bên góc phải trên cùng và chọn tắt ẩn danh mới và click vào tìm kiếm. Các bạn sẽ gõ cụm từ là YouTube Partner. Sau đó nhấn Enter tìm kiếm. Đây chính là cái website chéo view. Bạn click vào. Đó. Thì tại đây nó sẽ hiển thị ba mục. Thì mục đầu tiên là O, là số người đang tham gia chéo view. Và đây là view, đây là số lượt đoàn chéo. Còn subscribe đây là số người đăng ký. Thì các bạn kéo xuống và cái phần nhập ID danh sách phát thì chúng ta sẽ dán cái link mà lúc nãy ta đã sao chép ở danh sách phát. Thì ở đây nó vẫn chưa hiện lên video của mình. Như vậy thì các bạn sẽ xóa đi. Xóa đi một phần. Đó là kéo cái này. Xóa cho đến dấu bàn. Dấu bàn mà có chữ click á. Sau rồi xóa. Thì lúc này nó sẽ hiện lên video trên YouTube của chúng ta. Thì bạn click vào. Nếu nó vẫn chưa ra bạn chế view thì các bạn nhấn vào đây và nhấn Enter là. Và nhấn là. Rồi bây giờ nó đã hiện lên một cái bảng để ta thao tác chế view. Thì cái đây là cái tên hiển thị. Cái đây là cái ID danh sách phát. Còn tại đây là số video mà ta tương tác chéo. Thì nếu mà có bận mạnh thì có thể chọn lên đến 30 video một lần chéo. Còn nếu má mình cáo hình bình thường thì chọn 10 là đủ. Sau đó nhấn vào mũi tên. Tích vào ô này để mời người tương tác. Hoặc là họ sẽ tự động mời mình. Mình đồng ý thôi. Sau khi giá thì nó sẽ hiện lên một cái video của họ.
và mình click vào xem thì họ cũng xem video của mình. Yeah. Còn nếu không muốn đồng ý thì cái tag no, hoặc là muốn khóa người mà đã trùng ID chế view thì ta có thể block. Và click vào cô này thì nó sẽ hiện lên. Hiện lên danh sách người mình có thêm mà. Và các bạn muốn kiếm view thì cứ làm đi sau và mời người tiếp theo, và cứ như vậy thì trong một tiếng là 60 phút thì chúng ta sẽ kiếm được 300 lượt xem, 300 view, tại vì là 2 phút là ta sẽ kiếm được 10 view, như vậy là 60 phút một tiếng thì ta sẽ kiếm được 300 view. Và cứ như vậy thì nếu một ngày bạn bỏ ra 10 giờ thì có thể kiếm được bằng việc chuyện bình thường. Còn nếu các bạn muốn tăng giờ xem, kiếm 4.000 giờ xem thì có thể treo má. Như vậy thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sang cách để kiếm 3.000 view một ngày. Nếu các bạn cảm thấy ha thì like và share video giúp mình và cho mình một nút đăng ký. Nếu bạn có thắc mắc gì thì vui lòng để lại bình luận dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.